Sáng ngày 21 tháng 10, theo thông tin từ đơn vị tổ chức đấu giá biển số ô tô, biển số xe ô tô 51K88888 ở thành phố Hồ Chí Minh đã được đấu giá lại thành công sau khi người đấu giá lần đầu ở phiên đấu giá ngày 15 tháng 9 bỏ cọc. Trước đó, tại phiên đấu giá biển số ô tô lần thứ nhất ngày 15 tháng 9, biển số trên được trúng đấu giá với giá hơn 32 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời gian quy định, chủ nhân trúng đấu giá không hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên bị thu hồi biển. Tại phiên đấu giá sáng nay, biển số được quan niệm là siêu đẹp này có 58 người đăng ký tham gia đấu giá. Sau khi mở đấu giá, trong một phút đầu tiên, giá của biển số này đã được đẩy lên mức hơn 1,5 tỷ đồng sau 29 lượt trả. Có những người tham gia tới hơn 20 lượt trả giá, sau 10 phút đã đẩy giá biển số lên hơn 6 tỷ đồng. Sau phiên đấu giá, biển số thành phố Hồ Chí Minh 51K88888 được chốt với giá hơn 15,2 tỷ đồng, thấp một nửa so với lần đấu giá trước đó, qua hơn 1.000 lượt trả giá. Theo quy định, những trường hợp trúng đấu giá biển số ô tô trong thời hạn 15 ngày kể từ khi có thông báo kết quả phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá,